gió cũng theo chiều xuống qua bao đồi nương, nắng ngồi trên nhành lá khi anh chiều buông, tiếng hát cô vừng nương trên rừng chiều bao lá, qua suối đồi khe lá tiếng hát ai buồn quá, bên lưng đèo cao tiếng suối bên gành đá dư âm về đâu, nghe khơi bao niềm thương yêu về mình cô liêu bên bãi xưa rừng chiều. Trong chiều dương thăm thăm trong làng khói, bóng ai dừng chân thắm thiết câu mộng mơ, ôi rừng đơ hoang sơ tôi vẫn còn ghi nhớ, nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng khen chiều ấy như du lòng ai, nhớ giang ai ngồi đây khi chiều nào quay tớ bên bác xưa đợi chờ.
Ba nhẹ đưa môi hôn chán con
vẻ lần cuối trước khi xa con suốt đời. Buốt vẻ lần cuối trước khi xa con suốt đời. Oh,
mò ơi mò thế là mong mãi bầy chắc bởi ở đây như yêu cầu anh mày như yêu có mẹ ta nê là mò ơi bầy mệt cho nụ ta bầy bầy mệt cho bầy ta bỏ Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng cho sự sống còn quê hương, dấu giày bất sôi nổi và các chiến binh đã in hài trên khắp các địa danh Bình Xã, Đức Cơ, Pleime, Hạ Lào, vùng tam giác sắt ba biên giới. Mùa hè đỏ lửa 1972, anh đã tới cứ điểm Charlie để chặn sức tiến của hai sư đoàn địch. Nơi đây anh đã giã từ vũ khí cùng với các bạn đồng đội hy sinh để thân xác lại giữa núi rừng Công Tum Pleiku hoang lạnh. Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, bạn thân của người anh hùng nhảy dù đó, đã viết ra những lời ca vô cùng cảm động trong nhạc phẩm Tiếc Thương Ca Nguyễn Đình Bảo, Người ở lại Charlie. Lại Charlie, anh hỡi anh giã từ vũ khí, vâng chính anh là ngôi sao mới một lần này chợt sáng trưng, là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng. Này anh hỡi anh ở lại Charlie. As the Americans withdraw, the Montagnards are left increasingly vulnerable to the hostility of the South Vietnamese and the onslaught of the communist advance. After 2 hours, we were flown out of Bien Hoa, leaving behind this isolated fortress, a home for nearly 2,000 Montagnards. All the countryside between Bien Hoa and Con Tum fell to the communists 6 weeks ago. Some of the Montagnards stayed in their villages, but others fled from the fighting and the bombing to Con Tum. Last week, there were still some 20,000 Montagnards trapped in the town, and no effective airlift organized to get them out. The dangers that face the refugees are emphasized by the fact that supplies of rice are only flown in on a daily basis in case the town should fall to the communists.
đời làm cơn bão. Anh tiếc anh chiều dừng thay áo. Ôi vết đau nào đưa anh đến ngàn đời cuộn nhớ thương, hỡi bước chân dung trên công viên buồn. Xin một lần thôi, một lần thôi, vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi, một lần thôi, vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi, một lần thôi, vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi, một lần thôi, vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. Xin một lần thôi, một lần thôi, vẫy tay tạ từ Charlie. Xin một lần nữa, một lần nữa, vẫy tay chào buồn anh đi. The Montagnards wait patiently for a lift out on the incoming rice and ammunition helicopters, but they often wait for a long time. The helicopters are flown by their old masters, the Vietnamese. Bing and Lai have been trapped in Kon Tum for 3 weeks, but now they're near the head of the queue. At first we felt safe in Kon Tum. We were very happy to arrive. But now all we want to do is escape. We've been told that we'll have to wait our turn for a helicopter. There's no other way out for us. We sit listening to the bombs and rockets. We're afraid. We feel we may die at any time. These Montagnard babies from the Catholic orphanage are waiting to get out, but the Vietnamese helicopter drops its load of rice and flies off empty. The American advisor gave us a simple explanation for the bottleneck at the evacuation point. The main reason they won't take people out over there is because they're more interested in making money on what they do take out. The Vietnamese Air Force people come down here and buy Hondas at rock bottom price because they cannot be gotten out of the city. While we filmed, Vietnamese soldiers pushed looted Honda motorcycles onto an empty helicopter. The Hondas are taken to be sold in the town of Pleiku. The Montagnards are left in Kon Tum. We asked the American advisor why. The irony of the situation in Kon Tum is that it's the Montagnards displaying the fighting qualities the Americans admire who stiffen the defense lines weakened by Vietnamese desertion and hold the city for the government in Saigon. I think they're fighting somebody else's war because they're not, then like I say again, they're not going to get anything out of it after it's over with. They'll go back to their village and hamlets and continue to be the bottom man on the pole. But the north's so close that American planes are bombing only a few hundred yards outside the town. Meanwhile, the refugees at the evacuation point flee as an ammunition plane is hit by a rocket. Bing and his wife Lai retreat from the shrapnel.
No one will be airlifted out on this day, so Bing and his family return to their camp. Life in the refugee camp is not easy. Water is scarce, and the family take what they can from a passing army truck. Last night we were very scared. A rocket exploded across the road. We all went and lay down in the trenches. The VC attacked with 6 tanks. We were awake all night, listening and waiting. The children cried and yelled. We do not know what will happen to us. We do not understand this war. We just want to live in peace. We want to return to our village. While the air attacks continued overhead, the refugees returned to the evacuation point. Bing and his wife Lai were out of luck again. They watched the bodies of soldiers killed at the perimeter being brought to the evacuation point. That day, the evacuation of the dead took precedence over the living. Next day, the 3.5-week wait of Bing and Lai is finally rewarded. They've been promised a place in an American helicopter, but for them it's a moment of mixed emotions. We're very worried about the people left behind. Some are from our village. We do not know if they'll be able to leave. It makes us very sad. We do not know if we will see them again. Many of our people have died in the war. We've never been on a helicopter before. We're afraid. We do not know where we are going. We do not know how we will eat. We want to find a village like our old one. The Vietnamese stealing our lands, but I do not know where. We do not like the Vietnamese. They have a different way of life to us. But at least the Bing family got out of Kon Tum. In the past few days, the communists have fought their way...